Thì sau đây á Thi sẽ gỡ kiến ra hết rồi, cho nên nó thoáng ra tới ngoài sau. Chuẩn bị sắp xếp xong hết rồi thì Thi sẽ dời tất cả anh chị em lên đây để ăn uống. Và Thi còn lót la phong ở đây nữa nha, lót la phong ở đây nữa cho nó sạch sẽ. Với lại ở ngoài sau có màn kéo và đỡ mưa rồi, thì cho nên là Thi phải sắp xếp cho gọn gàng hết, tiện lợi hết, để cho tất cả anh chị em có thể lên đây mình ăn uống hết ở trên khu này. Thì Thi nghĩ là hết trên khu này đông lắm nha mọi người, quá trời bàn luôn nè mọi người nè, thấy không, quá trời tới trong luôn. Thì dự kiến là Thi đầu tư hết là 150 triệu rồi đó. Tại vì không phải mà vô liền mà để như vậy bán được đâu nha, không có được đâu. Hồi đó Thi vô cái nhà này đâu có gì đâu, cái to này còn chưa có nữa. Cho nên là Thi phải làm á mọi người, tốn 40 á, cái to này không nè. Cho nên là bây giờ phải làm từ từ. Thì cái gì nó cũng phải từ từ thì mấy cháu nó sẽ nhừ. Bây giờ mình chưa thấy cái gì gọn gàng đâu nha, tại vì trên đây nó hơi bối rối. Với lại một cái nữa là ở trên đây nhìn nó không có đẹp mắt, nó hơi buồn. Thì cho nên là Thi sẽ làm cái hình ảnh Thi ngay đây. Hình ảnh menu ngay đây Thi che lấp đậy này hết. Thì ở bên đây nói chung là ở trên đây nó sẽ thoáng hơn ở phía dưới, tại vì nhà nó cao. Thì đây cũng có cửa sổ nè, cửa sổ không à. Còn nơi đây Thi làm cái phòng để cho nhân viên Thi để gói mền vô đây, cái phòng. Gói mền vô đây để nó ngủ rồi đó, buổi trưa nè, nó ngủ rồi nó đem vô đây. Còn ở trên đây thôi, chữa trên đây thôi cho mọi người lên ngồi ăn thôi. Thì Thi sẽ thiết kế hình ảnh của Thi trên đây cho nó màu mè lên tí xíu. Ở trên đây nhìn thấy chưa vui nha, nó hơi buồn, luôn có cái màu đèn nó cũng buồn nữa. Thì cho nên là phải thay gắn bóng đèn thêm. Đó, đã vô đã làm thì làm tới bến luôn, để cho tất cả anh chị em thấy cái cách của Thi làm việc. Tại vì biết sao nhân viên đông quá, tới 26 đứa mà bây giờ giờ qua bển đâu có ngủ đủ đâu. Ngủ không đủ. Mà cũng hên đi làm cái kệ đó xong, bây giờ Thi đi qua coi cái kệ nha, đã hoàn thành. Để sau để quay cho tất cả anh chị em xem những cái không gian mà làm việc của Thi. Thì nơi đây là tất cả quý bà con cô bác đến tất cả các nơi các tỉnh đi ghé vô đây để ăn gỏi. Thì bữa nay xe nó đầy quá trời nè, mọi người nhìn xe nè. Thì sẽ quay qua cái gác cho mọi người xem nha, Thi tranh thủ nha. Tại vì Thi mà đi tí xíu là khách đông lắm, cho nên Thi không dám đi ông xã. Trời ơi, đây nha. Thì mọi người nhìn thấy không ạ, xe quá trời luôn. Đây giờ này là xe quá trời nè đó, để sắp xếp cho mọi người tiện lợi hết nè. Thì Thi sẽ đây là vô đây Thi cũng dọn đó nha mọi người. Ở trong này là Thi cũng già làm không nè. Thi qua làm cái cống này không, hết 25 triệu á cái cống này nè. Cho nên là bây giờ Thi phải sắp xếp hết, tính ra là qua mấy cái bên miếng đất bên đây là đầu tư ghê gớm. Thì bây giờ đã hoàn thành ở phía bên trên, Thi sẽ lên trên. Đây lên trên nha, quá đẹp ha, đẹp không? Đây nè, nhà tắm nè, hai cái nhà tắm quá đẹp. Đây nha. Tổng cộng chi phí hai cái nhà tắm này không, Thi làm hết 10 triệu á mọi người. Hai cái nhà tắm này 10 triệu lót gạch luôn. Nè. Sạch sẽ luôn nè, tắm đây luôn nha. Tiện lợi tiện nghi luôn, thì Thi sẽ làm cho cái máng sói ở đây chạy xuống. Đó, quá trời tiện lợi. Còn ở đây là Thi để cho nhân viên Thi giặt đồ, phơi máy giặt. Giặt bằng máy giặt ở đây rồi phơi ngay đây. Đó, ở đây qua đây nha. Ở đây qua đây thì làm cái máy giặt phơi đồ, để sao cho nó nước nó chảy xuống luôn. Thì để tí nữa Thi báo với những người làm ở đây chưa xong nè. Rồi kỳ sau gắn máy lạnh cho luôn. Gắn máy lạnh là ngủ được luôn. Thì Thi nghĩ là thôi kệ từ từ, tại vì làm lần một tiền nhiều quá. Tại vì khách đông là phải thuê mặt bằng nè, đó. Nói chung ra là tại vì Thi chịu chi chịu chơi đó, tại vì Thi thấy khách đông cho nên sẵn tiện làm luôn. Cái tánh Thi không thích chờ đợi nha mọi người, thích mà kiểu như là làm liền. Làm tính nói là phải làm, chứ đừng để chờ đợi là bắt đầu cái mắc cái thời gian, tại vì thời gian mình không có. Cho nên làm phải làm luôn cho nó tiện lợi, rồi khách đang đông nữa nè. Hello cô. Rồi bây giờ khách cũng đã đông quá, thì Thi tranh thủ vô đâm gỏi để phục vụ bà con cô bác của mình. Thì ngày hôm nay là chấn động luôn, nín thở luôn. Ở bển xong hết rồi, bây giờ là cũng cảm ơn quý bà con cô bác của mình, và khách cũng đã đông quá. Thì cả nhà đến ở đây có thể thưởng thức trà Thái xanh và trà Thái đỏ, thơm ngon nực nồng. Anh gáp ngon quá vậy mày ơi. Ôi ôi. Rồi được nhiêu tiền? Hả? Được hai mấy ngàn à. Thôi đi với em đi, nửa tiếng em cho 250. Được không? Nửa tiếng chơi vui vẻ, lên trển có sao đâu. Em có làm gì anh đâu. Trễ hả? Vậy hả? Không sao. Ôi ôi, dễ cưng quá à. Không gian ở trên lầu xong hết rồi. Bữa nay gỡ kiến gỡ gì ra xong hết rồi. Bây giờ chuẩn bị là bữa nay Thi cho nhân viên Thi dời đồ qua bển mới. Ở bển làm nhà vệ sinh hai cái, làm chỗ ngủ là xong hết. Rồi ở trên lầu này là Thi chuẩn bị sắp xếp là Thi sẽ decor lại, là giống như là cho nó thấy cái tường hơi sạch tí xíu, tại vì cái tường nó cũ quá, cho nên phải dán hình vô. Thì hình thì nhiều nhất là Thi dán thương hiệu Thi không à. Đó, hình thì hình ảnh của Thi luôn. Nói chung ra là hình ảnh Thi với lại thương hiệu Thi, với lại cái cách làm việc của Thi mỗi ngày. Bánh tráng phơi xương mới nhập về 300 bịch.
15.000 một bịch nha mọi người. Có hương vị đầy đủ luôn nè. Sẽ có bò viên sốt nước chấm Thái. Thì món nào mà mình thay đổi, mà thấy món nào mà mọi người yêu mến mà ăn nhiều thì mình sẽ lấy thôi, tại vì món ăn mình đã biết nhiều rồi. Để được ba cái nồi, giờ muốn nấu cháo lòng bán nữa nè mà không được. Còn muốn đổ bánh khọt bán nữa cũng không được, đã thấy không? Cho nên là cái gì mình cũng đã biết sẵn rồi, cho nên là quan trọng có vị trí. Bánh bao chiên thì cũng biết làm nữa, cho nên là Thi không có thời gian luôn. Phải, nhưng mà Thi không có đâm gỏi nha, Thi làm nhiều món lắm. Bữa nào mà Thi nghĩ đâm gỏi thì bán nhiều món luôn. Bữa nào Thi nghĩ đâm gỏi một bữa thì đứng đây Thi múa hát. Rồi xong cái Thi bán những món ăn này. Bữa nào Thi nghĩ đâm gỏi một bữa. Dạ. Mỹ hả? Dạ. Ở đây là Mỹ luôn hả? Dạ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi rồi? 15. 15 tuổi à? Dạ. Đâu có sao đâu, chị mới 14 mà. Vui vẻ đi. Dễ thương, nói chuyện thôi, giới thiệu thôi, dễ thương. Còn đi học không? Dạ có. Có bạn gái chưa? Có rồi. Có bạn gái rồi. Dạ. Mới có bà lớn mà có bạn gái rồi, mới có bà lớn mà đậm được rồi. 15 tuổi đó. Có bạn gái lúc mấy tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi? Trời ơi. 10 tuổi mà đã có gái rồi. Gì vậy? Vừa thích chơi gì? Đá banh hả? Đá bóng? Bóng rổ. Đá bóng rổ. Tụi nó chơi bóng rổ chứ. Chơi bóng rổ. Nghe nói chơi bóng rổ. Dễ thương mà, cảm ơn em nha. Đẹp trai quá, 15 tuổi, 10 tuổi có người bạn gái rồi đó, mày thấy chưa? Mới có 10 tuổi à, là có bạn gái rồi. Đến từ đâu? Long An. Long An nhiêu tuổi rồi? 18. Có người yêu chưa? Có bạn gái, bạn trai? Có bạn trai. Bạn trai giống sao? Bạn trai giống chị hả? Hay bạn trai giống anh quay phim? Chị làm top nè. Hai tép tỏi. Ba trái ớt. Nấm đậu phộng. Và kèm một tí bột ngọt nha quý vị. Và một giá đường. Một giá đường vì biết sao không? Tại vì chanh nó chua cho nên phải có đường. Thì mình dở cho nhuyễn ra. Nhưng mà cái công đoạn mà đâm gỏi á, nó khó nhất là cái công mà mọi người đâm giả đầu tiên với lại để đu đủ vô, nó rất là khó. Đầu cà chua, đậu đũa, ngò gai. Và đây là chanh. Chanh này á, là Thi sẽ ép bằng máy. Còn đây là mắm ruốc mà trộn gỏi của Thi rất là ngon. Thì mắm ruốc trộn gỏi Thi ngon mê ly. Mắm ruốc này đa dạng đa năng lắm. Trộn gỏi ăn cũng được, chấm xời, chấm tóc, nấu bún riêu, xào thịt ba gọi. Đó. Và trộn gỏi tâm sống mực sống đều được hết mắm này nha. Phải có chanh, đường, tỏi giống như Thi như vậy thì mới ra được cái thành phẩm gỏi. Vũng Tàu. Trời ơi, gì sai vậy? Đi có mình lên đây thôi, rồi đi về. Dễ thương quá vậy, thấy ghét quá à. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Thôi tối nay ở đây đi nha, ngủ đây nha. Ở đó có cười hoài, có thấy tôi vẹo trai có cười hoài vậy. Thích trai không? Bạn có mê trai không? Không mê trai hả? Mê gái, tôi mê trai. Rồi sau đây cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, ủng hộ quán gỏi đầy đủ Thi. Quán nhà Thi hoạt động vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối. Tại tất cả các app Shopee Food tìm kiếm Thi gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe và kiếm tiền thiệt nhiều. Nhớ coi kênh của Thi, nhớ đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình clip ngày mai.